Hello anh em nhé, thì mình vừa làm cái clip buộc lăng xê xong, thì đây mình vẫn đang buộc lăng xê, có bạn vừa xong bạn Mạnh thì bạn ấy đặt ở trên mạng một cái gói cước tia chớp giống như này, y xì như này, giống y xì như này, mình thì cũng bạn ấy cũng có làm theo cái video của mình hướng dẫn là khi mà siết cước lại và để test thử cước ấy, thì rất xem nó có nổ hay không. Thì nó là cước ngon hay là cước lởm và thử độ dai của cước thì mình hãng lấy. Thì bạn ấy mua thì giá là 127.000 cộng cả tiền ship và đến Hải Dương. Nhưng mà khi mà bạn ấy thử theo mình ấy thì là cước không ok, cước lởm. Anh em chú ý khi mà đi đây thì mình vừa mua giúp bạn ấy một cuộn cũng loại đấy. Nhưng mà giá đắt hơn cái cuộn mà bạn ấy mua cơ. Đắt hơn. Đây anh em, khi mà anh em mua cước ấy, bất cứ một cuộn cước nào, dây linh hay là dây gì đấy, anh em hãy bỏ ra thử cước. Đây anh em hãy test thử này, bóc ra. Đây cuộn cước zin nhé, 300 m nhé. Đó, anh em lôi cước ra. Ok. Rồi anh em lấy một đoạn cho mình. Đây rồi. Đây, anh em lấy một đoạn cho mình khoảng chừng này thôi. Chừng này là ok rồi. Anh em siết cho mình một nút ở giữa nhé. Thắt nút cho mình một nút này. Lỏng này. Đó, anh em thấy không? Anh em để cho nó có cái vòng vòng này. Rồi, anh em bây giờ cuốn tay chặt hai bên vào. Cuốn tay chặt hai bên. Rồi, như này. Anh em dứt. Đó. Anh em dứt. Dứt mà cước nó chịu. Đây, như này là ok. Còn nếu mà cước lởm, dứt một phát nó sẽ nổ ngay anh em ạ. À, này rồi mình dứt này, nó còn lõm cả tay, nó còn đứt cả tay luôn anh em này. Đây mình dứt nó còn lõm, nó đứt đứt luôn tay này. Đó anh em túm vào đây thử lại nhá anh em nhá. Đây. Anh em cho một cái vòng vào đây. Đó, anh em để vòng này. Rồi một vòng anh em dứt. Ok, nếu mà nó đứt cước lởm bỏ. Rồi, hy vọng là sau cái clip này thì anh em đi mua cước thì sẽ không mua phải cước lởm nữa. Ok. Đây thì có hai cái nút để mình vừa test cước xong thì bạn Mạnh về bạn ấy cắt đi.